Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, sự tích và tục lệ. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa của người dân một số nước. Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là một trong những ngày Tết truyền thống ở Việt Nam, cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Hàn Quốc. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Đoan Ngọ là bắt đầu giữa trưa, Đoan là mở đầu, Ngọ giữa trưa, còn Dương là mặt trời, là khí dương. Đoan Dương có nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh. Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam còn gọi là ngày giết sâu bọ, vì người ta tin rằng khi ăn món đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ run rán trong người sẽ bị tiêu hủy. Về nguồn gốc Tết Đoan Ngọ, thưa quý vị, ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian gọi bằng một cái tên dân dã hơn, Tết giết sâu bọ. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú, không riêng gì ở Việt Nam mà ở Triều Tiên và Hàn Quốc và một số nước Đông Á cũng có Tết Đoan Ngọ. Từ đó cho thấy Tết Đoan Ngọ thực sự là một phong tục lễ Tết Á Đông và gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm. Trong ca dao Việt Nam cũng có câu tháng tư đong đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là Tết Đoan Ngọ của người Việt có liên quan gì đến Tết Đoan Ngọ của một số nước Đông Á hay không? Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ còn được người Việt gọi bằng cái tên khác là Tết Nửa Năm, cũng có nơi gọi là Tết Giữa Năm. Đây được xem là tên gọi của riêng người Việt, không lẫn với tên gọi của các quốc gia khác. Vậy tại sao lại gọi là Tết Nửa Năm, trong khi theo tính toán như âm lịch hiện nay thì nửa năm ở đây phải rơi vào tháng 6 âm lịch? Thưa quý vị, về tên gọi Tết Nửa Năm, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã nói, lại bàn về nguồn gốc Tết Đoan Ngọ thì giải thích như sau. Thời cổ đại, người Việt Nam dùng lịch Kiến Tý, do vậy tháng mở đầu trong năm là tháng 11 âm lịch. Theo cách tính này, ngày 5 tháng 5 rơi vào thời điểm nửa năm, do vậy dân gian Việt Nam rất chuộng tên gọi Tết Nửa Năm. Về nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ, có nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khẳng định Tết Đoan Ngọ Việt Nam có cùng một khởi nguồn với vùng đất Bách Việt ở Nam Trung Hoa, vào khoảng vùng Hạ Lưu, Dương Tử trở xuống và Bắc Đông Dương. Từ ngàn xưa, đây vốn là vùng nông nghiệp, lúa nước, chủ phú do các dân tộc Bách Việt gây dựng nên. Do nằm dọc hai bên chí tuyến Bắc, mùa hè ở đây oi bức, khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. May mắn, người nông dân với nghề lúa nước luôn đòi hỏi phải quan sát thời tiết, cố để tránh tối đa những tác hại của nó và vận dụng hữu hiệu những lợi thế mà tự nhiên mang lại. Nhờ vậy, phong tục Tết Đoan Ngọ hình thành, đánh dấu một cột mốc quan trọng của chu kỳ tuần hoàn thời tiết. Và có một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cũng nói thêm rằng Tết Đoan Ngọ là cống hiến to lớn của người Bách Việt đối với văn hóa dân gian của một số nước Đông Á. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy Tết Đoan Ngọ xưa là do nhân dân lao động cùng nhau sáng tạo, cùng hưởng thành quả và không ai làm tác giả cụ thể. Nó là thành quả từ trí tuệ của truyền thống nông nghiệp phương Nam của các bộ tộc Bách Việt. Về sau, cùng với việc xâm lấn và mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam sông Dương Tử, Tết Đoan Ngọ được người Hán tiếp nhận và hưởng ứng. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương khác nhau lại gắn vào nhiều điển tích khác nhau với các nhân vật như Ngũ Tử Tư, Việt Vương Câu Tiễn, Khuất Nguyên đến Tào Nga, Trần Lâm. So với một số nước Á Đông, người Việt Nam thiên hẳn về lối sống dân gian, tư duy tổng hợp, trừu tượng và truyền thống văn hóa truyền miệng đã giúp giữ gìn phong tục ngày Tết này mà không cần thiết gắn liền với các nhân vật lịch sử. Ngược lại, một số nước Á Đông, nhiều dân tộc đa dạng, việc chính thức hóa một phong tục dân gian bằng thao tác gắn với chúng, với các nhân vật lịch sử có chức năng tích cực. Nhìn lại lịch sử, Việt Nam đã tiếp nhận văn hóa một số nước Á Đông, đặc biệt là dòng văn hóa gắn liền với hệ tư tưởng Nho gia. Sự giao thoa của nền văn hóa Á Đông cùng với văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam và sự sáng tạo của nhân dân lao động đã có được một Tết Đoan Ngọ thuần Việt. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ hay dân gian quen gọi là Tết Diệt Sâu Bọ, Tết Nửa Năm rơi vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Vì sao lại gọi như vậy? Thưa quý vị, trong các bộ môn lý học Đông Phương cổ, nền tảng chính là Hà Đồ và Lạc Thư, và Hà Đồ phối hậu Thiên Lạc Việt. Theo đó, tháng 3 là tháng Thìn, rồng biểu tượng của vương quyền, chính là tháng thứ 5 kể từ tháng Tý. Tháng Tý là tháng 11 âm lịch.
sau đó tới tháng Chạp, tháng Giêng, tháng 2. Đây là biểu tượng của năm vòng tròn trắng ở trung tâm Hà Đồ thuộc dương. Tháng có trước thuộc dương, ngày là con của tháng thuộc âm nên chọn ngày mùng 10. Đó chính là biểu tượng của 10 vòng tròn đen thuộc âm trên Hà Đồ. Cho nên ông cha ta chọn biểu tượng của ngày Giỗ Tổ là ngày mùng 10 tháng 3. Ngày mùng 5 tháng 5 chính là biểu tượng của hai dãy, mỗi dãy 5 vòng tròn đen ở trung tâm Hà Đồ. Tháng 5 là tháng Ngọ, đoan là bắt đầu nên có tên là Đoan Ngọ, và tiết khí là Hạ Chí, nhưng là ngày cực âm khi vạn vật quay về thổ trung cung, đó chính là số 5. Vậy nên đây chính là ngày mang tính biểu tượng của ngày Giỗ Quốc Mẫu Âu Cơ. Tháng Ngọ cũng chính là giữa năm, Ngọ luôn là biểu tượng chính giữa, cho nên cũng được gọi là Tết giữa năm. Nhưng ý nghĩa quan trọng chính là biểu tượng của ngày Quốc Giỗ Mẫu Âu Cơ. Trong ngày lễ Tết này, theo truyền thống của dân tộc Việt cũng như các Tết khác, người dân ăn Tết Đoan Ngọ bằng sự cúng lễ. Tại các làng xã có lễ thần tại đình, đền, ở thôn xóm có cúng tại miếu, gia đình thì làm lễ cúng tổ tiên và thổ công. Lễ vật cúng là rượu nếp, trái cây, cúng xong thì ăn, không ai mang đổ xuống sông như tục lệ của một số nước Á Đông khác. Ở nhà thì chúng ta thường thắp hương trên bàn thờ tổ tiên, gồm hoa quả, bánh tro, tức là bánh giò, rượu nếp, đặc sản của văn minh lúa nước. Do biểu tượng là ngày cực âm trong tiết Hạ Chí, tức là cực nóng, nên đồ ăn đều là đồ nguội, lạnh, mang tính hàn. Hoa quả được chọn có hình tròn như vải, mận, miền Nam gọi là mận Bắc, hạt sen làm chè. Cũng chính vì điều đó, ông cha ta gọi ngày này là ngày giết sâu bọ, bởi tiết Hạ Chí chính là tiết để gieo hạt vụ mùa hè thu. Giết sâu bọ bằng biểu tượng hình kim cũng là để chuẩn bị cho một vụ mùa không có sâu bệnh. Tết Đoan Ngọ có ở nhiều nước châu Á và đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Ca dao của người Việt có câu: tháng 5 ngày Tết Đoan Dương là ngày Giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang. Ngày Giỗ Mẹ Việt Thường, tức là Quốc Mẫu Âu Cơ, là một ngày vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của mỗi người dân Việt. Do vậy, ngoài ngày Giỗ Quốc Tổ mùng 10 tháng 3 thì ngày Giỗ Quốc Mẫu cũng vô cùng quan trọng. Ý nghĩa quan trọng của ngày Tết Đoan Ngọ hoàn toàn khác xa với ý nghĩa về Tết này của một số nước Đông Á. Như vậy, Tết Đoan Ngọ hay còn gọi khác là Tết Đoan Dương, Tết giết sâu bọ, là mang nét văn hóa dân gian, đậm chất văn hóa dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe.